Thành công thay đổi bản thân trong 3 tháng, tôi ngộ ra, cuộc sống tốt đẹp nằm ở một điều nhiều người thường xem nhẹ. Nước chảy đá mòn, không thể thấy được sự thay đổi trong ngày 1 ngày 2, nhưng 3 tháng cũng đủ để thấy. Dưới đây là bài chia sẻ được đăng tải trên Zihu, nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức. Trò chuyện với một người bạn, cô ấy nhìn tôi và bất ngờ nói, bạn thay đổi nhiều quá. Về đến nhà, tôi nhìn mình trong gương. Sau 3 tháng làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ăn kiêng nhẹ và nửa giờ tập thể dục mỗi sáng, khuôn mặt của tôi đã trở nên nhỏ nhắn hơn. Da cũng tốt hơn hẳn, da mụn được cải thiện đáng kể, tay chân cũng thon gọn hơn. Cả người đang ở trong trạng thái tràn đầy sức sống chưa từng có. Đây là điều mà 3 tháng trước tôi không dám nghĩ tới. 3 tháng trước, tôi vô tình nhìn thấy một thử thách trên Zihu, thay đổi toàn bộ con người bạn trong 3 tháng. Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy, 3 tháng thì có thể thay đổi được gì. Tôi đã sống trên quả đất này hơn 25 năm, là một nhân viên văn phòng có đồng lương ít ỏi, đủ sống ở thành phố thờ ơ này là may mắn lắm rồi. Trong lòng tôi không tin, nhưng có lẽ vì tính tình ngang ngược nên tôi đã cố gắng chứng minh rằng thử thách này là sai. Thực tế là tôi đã sai. 3 tháng thực sự có thể thay đổi một con người. Tuần đầu tiên, tôi cố gắng dậy sớm lúc 7 giờ 30 và tự nấu bữa sáng cho mình. Tuy chỉ là món trứng chiên và bát cơm nóng đơn giản nhưng sáng hôm đó tôi vô cùng vui vẻ. Bụng đã no, tôi mang túi vui vẻ bắt tàu điện ngầm đi làm. Hiệu quả công việc cũng cao hơn hẳn. Tuần thứ hai, tôi vẫn thức dậy lúc 7 giờ 30. Khác với tuần trước, tôi đến công viên gần nhà chạy bộ 10 phút, sau đó về nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi đi làm. Mua gói bánh ngọt và ly sữa đậu nành cho bữa sáng, đến công ty, vậy mà tinh thần sảng khoái cả ngày. Để có thể chạy bộ và làm bữa sáng, tôi đã đi ngủ lúc 10 giờ tối hôm trước. Tuần thứ ba, chuông báo thức vang lên lúc 6 giờ, tôi chạy bộ nửa tiếng, về nhà từ từ tắm rửa, tự làm bữa sáng đơn giản với món cháo. Mặc dù dậy sớm nhưng tôi thấy thể trạng rất tốt và không cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu từ tuần thứ tư, tôi dần điều chỉnh giờ đi ngủ từ 10 giờ tối, nghỉ trưa ở công ty. Trước đây tôi chưa từng nghỉ trưa và nghĩ nó lãng phí thời gian. Sang tuần thứ năm, về cơ bản đã rèn luyện được thói quen đi ngủ lúc 10 giờ tối, thức dậy lúc 6 giờ sáng để chạy bộ, làm bữa sáng và đi làm. Buổi tối không đi làm thêm, tự nấu bữa tối, ăn xong vứt điện thoại sang một bên, đọc sách nửa tiếng. Sau đó tắm rửa, viết nhật ký và đi ngủ. Đến tuần thứ 6, tôi dần quen với lịch trình từ 22 giờ đến 6 giờ sáng và thêm thói quen ghi chú vào việc đọc sách hàng ngày. Với mục đích buộc mình phải đọc một cuốn sách mỗi tuần, tôi đã mua thêm vài cuốn sổ tay để chăm chỉ viết nhật ký trước khi đi ngủ. Vào tuần thứ 7, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày và thế giới nội tâm trở nên phong phú hơn rất nhiều. Đến tuần thứ 8, tôi bổ sung thêm bài tập yoga trước khi đi ngủ, sau khi tập xong tôi rất mệt nhưng ngủ ngon hơn nhiều. Tuần thứ 9, tôi bắt đầu tập tành viết lách, đầu tiên chỉ là những ghi chú ngẫu nhiên, sau đó sang chuyện ngắn và cuối cùng là viết tiểu luận. Đến tuần thứ 10, nhờ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn, uống đủ nước mỗi ngày và đã giảm được 5kg, cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuần thứ 11, sau khi giảm được 5kg, để tự thưởng cho mình, tôi đã đến trung tâm thương mại mua một số bộ quần áo mà trước đây khao khát nhưng không thể mặc vì cơ thể không cho phép. Bắt đầu cố gắng tự làm bữa trưa mang đi làm. Tuần thứ 12 là tuần cuối cùng của thử thách 3 tháng thay đổi bản thân, tôi làm theo kế hoạch và tăng dần số lượng của các hoạt động, duy trì thói quen tốt và đương nhiên cũng điều chỉnh tâm lý sao cho không khiến bản thân cảm thấy nặng nề với cuộc sống theo nhiều nguyên tắc này. 3 tháng có thể thay đổi hoàn toàn một con người, ít nhất là về cân nặng và tình trạng da. Nước chảy đá mòn, không thể thấy được sự thay đổi trong ngày 1 ngày 2, nhưng 3 tháng cũng đủ để thấy. Chỉ cần kiên trì, thực hiện từng bước theo cách tiếp nhận của riêng mình và thử thách bản thân thì bạn có thể thành công. Mấu chốt ở đây chính là kỷ luật tự giác của mỗi người. Tôi hy vọng mọi người có đủ can đảm để thử thách giống tôi, kết quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên, cuộc sống cũng nhờ vậy mà tốt đẹp hơn muôn phần. Người đưa tin.org